Trại của anh em giữ rích nhưng mà chưa chắc anh em đã có ngôi sao đâu. Hay là anh em có biết là hai đạo quân bao vây thì địch sẽ nhận bao nhiêu sát thương? Rồi thì 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đạo quân bao vây thì địch nhận bao nhiêu sát thương hay không? Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều sự thật thú vị khác ở trong video này. Anh em kiếm chút bánh, uống ngụm nước, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Trái ngược với những trận chiến Osiris nảy lửa trên màn ảnh, thì nhiều khi chơi game chúng ta sẽ gặp những trận chiến Osiris cực kỳ lạch kèo. Dù bạn ở trong team ăn hành hay team bán hành đi chăng nữa thì việc dành ra mấy chục phút cuộc đời cho một cuộc chiến đã an bài số phận thì thật là vô ích. Thay vào đó, bạn nên thoát ra để làm một số công việc có ích cho vương quốc. Thứ nhất chẳng hạn như là việc khai thác mỏ đá quý, thứ hai là rally pháo đài, thứ ba là hát hò cùng người man dợ, hát thì thấm mà đấm thì đau. Hãy tưởng tượng bạn là kiếp nạn thứ 69 của người man dợ phải đối mặt. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm sao để thoát? Đa số người chơi thì thấy nút trở về ngay trên màn hình là bấm vào. Về thì cũng về thật đấy, nhưng mà về trong trạng thái là xác ở ngoài nhưng mà hồn thì vẫn ở trong Osiris, không thể điều quân khiển tướng làm bất cứ điều gì khác. Để thoát khỏi chế độ chơi Osiris an toàn thì bạn cần phải bấm vào bàn điểm. Lúc này bên trái có nút thoát. Lưu ý là đã thoát thì không thể quay trở lại được nữa. Nên là anh em phải đánh đủ 10.000 điểm, kiếm 10 chọc vàng thì mới thoát. Kẻo không nhận đủ quà lúc đấy lại bảo GPI xúi dại anh em nha. Nhắc đến sự kiện quá khứ huy hoàng nói chung hay là sự kiện donate chọc vàng nói riêng thì ai ai cũng đều thích cả. Chọc vàng thì ai mà chê cho được, nhưng mà không phải ai cũng đều nắm rõ cách vận hành của sự kiện này. Theo đó thì cả 3 giai đoạn trong sự kiện quá khứ huy hoàng sẽ tự động hoàn thành khi kết thúc quá trình đếm ngược. Qua đó thì bạn không cần cuống cuồng vận động mọi người làm cho đủ kẻo không hoàn thành giai đoạn. Vương quốc mạnh, người chơi active đều thì hoàn thành nhanh dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà nếu những vương quốc yếu hoàn thành sớm thì là điều cực kỳ khó xảy ra. Cứ chiêu chiêu rồi át hẳn giai đoạn 3 donate chọc vàng sẽ tới mà thôi. Chỉ là hơi muộn chút. Những vương quốc ở KVK1 thường thì sẽ khó hoàn thành được. Đợi hết giờ thì mới tự động chuyển sang giai đoạn mới. Thế nên anh em đang làm leader ở vương quốc của mình thì thấy khả năng không thể hoàn thành sớm thì cũng đừng quá cố mà giục anh em làm gì nhá. Hối hả thì bị ngã ngay. Hãy biết tự lượng sức của mình, dành thời gian cho công việc khác có ích hơn anh em nha. Ở các định dạng KVK trinh phạt, một trại có thể có rất nhiều vương quốc. Con số này có thể lên đến là 9 vương quốc. Mà theo quy tắc phần thưởng rích thì chỉ có một liên hiệp giữ rích khi KVK kết thúc mới nhận được đầy đủ phần thưởng, trong đó có ngôi sao. Mà khắm một cái là một liên hiệp chỉ có tối đa 5 liên minh. Mà ở đây chúng ta có nhiều hơn 6 vương quốc, tức là lúc này sẽ có một vương quốc nằm trong trại thắng mà không có được ngôi sao. Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra với các vương quốc CD. Và nếu bạn nằm ở trong hoàn cảnh này thì bạn cần phải chiến đấu thật cháy để mang về vinh quang cho vương quốc. Chứ mang tiếng trại giữ rích mà lại không có ngôi sao thì hơi quê quê anh em ạ. Để thực hiện hành vi xấu xa chơi trận này thì bạn cần có một nền tảng kiến thức vững chắc. Trước tiên bạn cần nắm rõ rằng mỗi lần khiên của rích sẽ có hiệu quả trong 3 ngày. Cứ mỗi lần có liên minh nào chạm vào rích thì sẽ phải chờ 8 giờ. Hết 8 giờ này thì rích mới vào trạng thái đóng khiên 3 ngày. 4 kinh đô xung quanh rích sẽ đóng vai trò như ở 4 tháp canh. Ví dụ quân trong rích của liên minh A, nhưng mà kinh đô kia lại là quân của 4 liên hiệp BCDEA chiếm giữ chẳng hạn. Thì lúc này cứ mỗi 5 phút, những kinh đô này sẽ cẩu một quả cầu lửa vào rích và khiến quân ở trong rích luôn anh em ạ, không bị thương nặng đâu. Rích là một cấu trúc cực kỳ nguy hiểm, giống như anh em tấn công vào thành phố vậy. Nếu trong rích đang có quân tranh chấp thì quân trong đó sẽ và không có thương nặng. Ở tình huống này, quân của bạn sẽ lãnh cơm hộp 100% y như việc bạn tấn công thành phố, một đi không trở lại. Trong khi đó, tấn công vòng tròn, thánh địa hay đèo chỉ một phần thôi. Lợi dụng chu kỳ khiên của rích, bạn có thể đề phòng những đồng minh thân thiện của bạn bằng cách chạm vào rích sao cho khoảng thời gian khiên của rích lâu hơn khoảng thời gian mà kết thúc KVK và chốt phần thưởng. Một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai con hổ. Một di tích cổ chỉ được mang một đạo quân thì chắc chắn ai cũng biết cả rồi. Nhưng bạn có biết rằng một người chơi không thể mang hai đạo quân vào hai di tích cổ cùng một lúc? Cụ thể hơn thì vào một thời điểm chỉ có duy nhất một đạo quân được vào một di tích. Nếu bạn có một đạo quân khác ở gần một di tích cổ khác thì cũng không thể vào được. Muốn vào được thì phải cho đạo quân di tích này về thì mới cho đạo quân khác vào di tích cổ khác được. Như vậy thì để tránh trường hợp hai đạo quân ở hai di tích cổ hit danh dự cùng một lúc. Chứ mà game nó cho thì leo top danh dự dễ quá anh em nhỉ. Một trường hợp khác như là nếu di tích cổ ở khu vực trống không cần tranh chấp như ở zone 4 của định dạng anh hùng ca chẳng hạn, bạn cho hai đạo quân đứng vào hai di tích cổ thì lượng điểm danh dự này chỉ được tính cho một đạo quân thôi. Tuy vậy thì trước đây đã từng xuất hiện những trích lọ nào đó giúp người chơi có thể mang được hai đạo quân vào di tích cổ. Nôm na thì thủ thuật này sẽ thực hiện gần đèo, kéo ra kéo vào hai đạo thật là nhanh. Giờ thì không còn thực hiện được nữa rồi.
Nhưng mà dù sao thì nó đã thực sự tồn tại và đã được một số cao thủ áp dụng và qua mặt nhà phát hành. Ở KVK3, lợi dụng quy tắc cùng một lúc không thể có hai đạo quân và hai di tích cổ khác nhau để tạo nên những tình huống mà mèo vờn chuột. Địch ở di tích cổ A mạnh quá không đánh lại thì chúng ta chạy sang di tích cổ B. Địch mà chạy sang di tích B thì mình lại quay ngược sang di tích A. Cứ như thế khiến địch đau đầu trong mặt, chả biết đường nào mà chơi. Khiến chúng vừa không có kill point mà lại không được hit danh dự một cách thảnh thơi. Thật là một chiến lược giả dơ điếm thúi. Ở một diễn biến khác thì nếu mà di tích cổ và bệ thờ bóng đêm mở cùng một lúc thì bạn có thể cho một đạo quân vào di tích cổ và một đạo quân vào bệ thờ bóng đêm thoải mái nha. Cái này tin chuẩn, mình đã test rồi, anh em có thể thoải mái đi đồn nha. Khi bị bao vây thì bạn sẽ làm gì? Trong 3-6 kế thì chắc tẩu vi thượng sách rồi. Nhưng nếu bạn là một hảo hán thực sự ở lại cho bọn nó đấm thì bạn nên biết thiệt hại mà đôi vai nhỏ bé của bạn phải gánh chịu là bao nhiêu nha. Nếu đội quân của bạn bị hai đạo quân bao vây, đội quân của bạn sẽ nhận thêm 2% mọi thiệt hại. Nếu bị ba đạo quân bao vây, con số thiệt hại phải nhận thêm là 5%. Theo đó với 4 đạo quân thì con số này sẽ là 10%. Tương tự chúng ta sẽ có 15% với tối đa 5 đạo quân bao vây. Dù cho kẻ thù có 6, 7 hay 8, 9, 10 đạo quân bao vây thì thiệt hại mắc binh cũng chỉ là 15%. Nhìn mười mấy phần trăm tưởng là nhỏ chứ lượng thiệt hại này cộng với chỉ số tấn công và các bắp sát thương có trong KVK thì cực kỳ ghê gớm luôn. Thôi thì nếu chạy được thì cứ chạy cho lành anh em nha. Còn không chơi lại được thì cứ đồng quy vô tận với kẻ thù thôi chứ biết làm sao bây giờ. Những sự kiện có thể kể ra ở đây là đua với thời gian, đánh cướp bóc pre KVK. Để đứng tốt trong những sự kiện này thì yếu tố tiên quyết không phải có nhiều sát thương mà chính là tốc độ di chuyển. Những vị chỉ huy kỵ binh sẽ có lợi thế rất lớn trong những sự kiện này. Trước đây thì chúng ta có hai kỵ binh đó là Bailey cao cao, giờ thì có thêm cả Bailey Prime, một ứng viên nặng ký trong giải đua xe mở rộng. Kết hợp ba vị chỉ huy kỵ binh này đi chính, hai vị tướng đi chính của hai đạo quân còn lại sẽ là hai vị tướng có nhánh man dợ hoặc là nhánh linh động bất kỳ. Mình thì ưu tiên là Lancelot hoặc là thương sĩ giật rồng, nhìn thì có vẻ là chôn chôn nhưng thực chất là không. Như mình vừa nói ở trên thì tốc độ hành quân mới là thứ quan trọng. Nếu kỹ càng, bạn cho năm đạo quân này mặc trang bị luôn. Trang bị kỵ đặc biệt là xét lộng gió càng tốt. Và ngoài ra thì chúng ta phải cân bằng tốc độ di chuyển của năm đạo quân này với nhau. Theo sau đó là năm vị tướng đi phụ với sát thương lớn và tốc độ di chuyển cao như là Nesky, Jan P, William, Justinian. Đội hình này thì có thể cày nát đám man dợ nhanh nhất có thể. Vì giờ đây bạn có thêm Bailey Prime bổ sung rất nhiều thiệt hại khi sầu qua man dợ. Ngoài ra thì chúng ta có Jan P, bắp nộ bắp sát thương, Justinian và Nesky giảm phòng thủ của quân man dợ. Nói chung là có 5 bộ đôi này thì đúng là bạn làm bố của man dợ rồi. Cho nên là anh em kỵ binh thì cứ vui tươi đi. Mấy chỉ huy kỵ binh gen 9 là hơi lỏ một chút. Và đó là những sự thật mà có thể bạn chưa biết hoặc là biết rồi trong video này. Còn sự thật nào mà chúng mình chưa liệt kê hay không nhỉ? Các bạn hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để tạo thêm cho chúng mình nhiều động lực ra nhiều video hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.